Cách dễ thương nhất để thể hiện tình yêu với người thân là vào bếp. Cách dễ dàng nhất để nấu những món ăn ngon là đến với trại hè MasterChef. Tham gia MasterChef, các bạn sẽ có cơ hội thực hành chế biến hơn 20 món ăn từ các món truyền thống Việt Nam cho đến các món hiện đại của châu Âu, Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu. Thỏa sức sáng tạo ra các món ăn mới mang đậm phong cách cá nhân, rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính thông qua các thử thách bất ngờ của chương trình. Không chỉ là nấu nướng, một trong những điểm đặc biệt của MasterChef là các bạn sẽ có cơ hội được pha chế các món đồ uống độc đáo và cùng điều hành một tiệm cà phê thực sự để có thể mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng. Diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại trường phổ thông liên cấp Olympia, chương trình dành riêng cho các bạn học sinh từ 8 đến 13 tuổi. Ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay 1 triệu đồng khi đóng phí trước ngày 30 tháng 4 năm 2018. MasterChef, ẩm thực kết nối yêu thương.